Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 29 tháng 12 thì đã diễn ra trận đấu muộn của vòng 17 giải Ngoại Anh giữa Leeds United với Manchester City. Với cái sức mạnh vượt trội của mình và phong độ cao ngút trời của Erling Haaland thì Manchester City đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Rory là người ghi bàn mở tỷ số cho Manchester City ở phút thứ 45+1 của trận đấu, và bàn thắng của tiền vệ này đã giúp cho thiếu gia thành Manchester dễ đá hơn ở khoảng thời gian sau đó. Từ phút thứ 51 đến phút thứ 64 của trận đấu thì Erling Haaland đã ghi hai bàn thắng từ hai cái pha kiến tạo của Jack Grealish để giúp Manchester City dẫn trước 3-0. Cú đúp vào lưới của Leeds United thì giúp Erling Haaland cán mốc 20 bàn thắng ở giải Ngoại Anh mùa giải năm nay. Erling Haaland trở thành cầu thủ ghi được 20 bàn thắng ở Ngoại Anh nhanh nhất trong lịch sử, khi anh chỉ cần 14 trận để có được số bàn thắng này. Những cầu thủ đứng sau Erling Haaland đó là Kevin Phillips 21, Andrew Cole 23, Ruud van Nistelrooy, Diogo Costa 26 trận để có 20 bàn. Trong khi đó thì Alan Shearer cũng cần 29 trận để có 20 bàn. Còn huyền thoại của Manchester City đó là Sergio Aguero cần tới 30 trận. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu thì Leeds United đã thi đấu rất cố gắng và họ đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Và với 3 điểm có được trước Leeds United thì Manchester City đã có 35 điểm và tạm thời leo lên vị trí thứ 2 hơn Newcastle United 2 điểm. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại Anh tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 12 như sau. Arsenal dẫn đầu với 40 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 35 điểm, xếp thứ ba là Newcastle United 33 điểm, Tottenham đứng thứ tư với 30 điểm, đứng thứ năm là Manchester United 29 điểm, đứng thứ sáu là Liverpool 25 điểm, đứng thứ bảy là Brighton 24 điểm, Chelsea đứng thứ 8 với 24 điểm, Fulham đứng thứ 9 với 22 điểm và đứng thứ 10 là Brentford. Đứng thứ 11 là Crystal Palace 19 điểm, xếp thứ 12 là Aston Villa 18 điểm, xếp thứ 13 là Leicester City 17 điểm, đứng thứ 14 là Bournemouth 16 điểm, xếp thứ 15 là Leeds United 15 điểm, đứng thứ 16 là West Ham 14 điểm, xếp thứ 17 là Everton 14 điểm. 3 vị trí cuối cùng thuộc về Wolves, Nottingham Forest và Southampton. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại Anh thì vòng đấu thứ 18 sẽ diễn ra với các trận đấu như sau. Vào lúc 2:45 ngày 31 tháng 12, West Ham đối đầu với Brentford. Vào ngày lúc 3:00 ngày 31 tháng 12, Liverpool tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Wolves đối đầu với Manchester United vào lúc 19:30 ngày 31 tháng 12. Ở khung 22:00 sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu như sau. Bournemouth đối đầu với Crystal Palace, Fulham đọ sức với Southampton, Manchester City đối đầu với Everton, Newcastle United gặp Leeds United. Ngày 1 tháng 1 năm 2023 thì Brighton đối đầu với Arsenal vào lúc 0:30. Và lúc 21:00 ngày 1 tháng 1 thì Tottenham đọ sức với Aston Villa, và trận đấu muộn nhất đó là cuộc so tài của Nottingham Forest với Chelsea. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng cũng như dự đoán tỷ số của vòng 18 giải Ngoại Anh, hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.